Hello. Yes. Rồi. Tiếp tục nha em. Hôm nay mình sẽ trở lại một cái bài học. Đó là thầy nói về các bài toán chứa tham số ở chương trình đại số lớp 10 em ha. Thì cái bài học ngày hôm nay là theo thầy là khá quan trọng. Sẽ hỏi nhiều trong các kỳ thi sau này ha. Thế nên là trước khi vào bài học á, nếu em nào chỉ có ý định là dạo chơi thì nên kết thúc video. Còn nếu mình sẵn sàng học rồi ha, em sẵn sàng rồi thì hãy chuẩn bị tập vở, bút, viết, máy tính và một không gian học tập và chuẩn bị đồng hành chung với thầy và tương tác chung với thầy em ha. Thì em sẽ hiệu quả được sau khi mình coi cái video này. Được chưa? Rồi, mình sẽ bắt đầu. Các bài toán chứa tham số. Đầu tiên thầy cho một cái hàm tam thức bậc 2 này, fx này, có dạng là bằng ax bình phương cộng bx cộng c. Rồi, phần 1 La Mã thì xét phương trình fx bằng 0. Fx bằng 0 nghĩa là khi đó các em sẽ cho cái phương trình là ax bình phương cộng bx cộng c sẽ bằng 0. Đó, đây là phương trình bậc 2. Được chưa? Và thầy kia là phương trình sao? Và sau đây thầy sẽ nhắc lại cho em những cái kiến thức mà mình đã học ở những bài học trước rồi. Kiến thức về phương trình học bài học trước rồi. Được chưa? Đó là cái đầu tiên. Đó là cái phương trình bậc 2 đó. Cái phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt khi nào? Đó. Hay là cái phương trình bậc 2 có hai nghiệm dương phân biệt khi nào? Đó. Thì bây giờ thầy có một cái thử thách nhỏ cho em này. Rồi em có thể để video chạy cũng được, hay là mình ngưng video lại. Rồi em chủ động ghi chép bài lại và thử tự mình ha, tự mình điền vào mấy chỗ trống của thầy. Tức là điền vào mấy cái điều kiện tiếp theo. Ví dụ này, phương trình sao có hai nghiệm dương, vậy thì tương đương điều kiện là cái gì? Em thử đi để xem mình còn nhớ bài hay không. Còn nếu không quên không sao hết, mình thử sức mình một tí. Được chưa? Đó. Rồi. Và mình trở lại em ha, trở lại thôi, bắt đầu này. Thì bây giờ mình sẽ lưu ý thầy này, thầy sẽ nhắc lại cho em từng cái công thức một ha, để mình nắm bài một lần cho chắc. Rồi, đầu tiên là cái điều công thức thứ nhất là cái phương trình bậc 2 mà muốn có hai nghiệm phân biệt á, có hai nghiệm phân biệt thì cái điều kiện của mình là cái gì? Thì các em nhớ là nó sẽ có hai điều kiện. Đó là đầu tiên là cái hệ số a này phải khác gì ấy, khác không? Còn cái delta phải là số gì ấy? Là số dương. Được chưa? Delta là số dương. Ha. Đó. Rồi cái trường hợp thứ hai là phương trình sao, phương trình bậc 2 này, phương trình sao này có hai nghiệm. Kem lưu ý ở cái trường hợp số 1 là hai nghiệm phân biệt, nghĩa là hai cái nghiệm này phải khác nhau. Còn cái trường hợp 2 là có hai nghiệm thì có thể giống nhau cũng được. Và thì lúc này điều kiện của mình nó sẽ như vậy. Đó, là lúc này mình cũng sẽ có điều kiện thứ nhất là a phải khác 0. Còn lúc này delta của mình đó thì có thể xét lớn hơn bằng mấy này? Ở lớn hơn bằng 0. Được chưa? Đó, khi thầy viết đến đây thì tin chắc là em bắt đầu đã nhớ lại những gì mình đã học rồi đó. Được chưa? Rồi tiếp tục. Cái câu hỏi số 3, phương trình sao hay là phương trình bậc 2 có hai nghiệm dương phân biệt. Có hai nghiệm dương phân biệt thì điều kiện là cái gì? Thì hai nghiệm dương phân biệt á thì các em hiểu như vậy này, tức là cả hai nghiệm của nó đều lớn hơn số gì đây? Đều lớn hơn số 0. Đó, cả hai nghiệm của nó đều lớn hơn số 0. Đó, và khác nhau nữa. Và lúc này điều kiện của mình là cái gì? Đó, thì mình nhớ lúc này có tới 3 điều kiện. Cái bộ 3. Được chưa? Là đầu tiên là muốn có hai nghiệm dương, đầu tiên phải có hai nghiệm phân biệt trước, là delta phải là số gì? Là số dương. Đó, delta là số dương là đảm bảo phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt. Được chưa? Rồi khi đó điều kiện thứ hai là mình xét cái điều kiện của B và S. B là cái gì? Thì các em nhớ là B chính là tích hai nghiệm, là x1 nhân x2. Được chưa? Còn S chính là tổng hai nghiệm, là x1 cộng x2. Và thì muốn cho phương trình bậc 2 mà có hai nghiệm dương phân biệt á thì delta dương là B tích cũng tích hai số dương cũng là số dương, là B dương, và tổng hai số dương cũng là số dương, là S là số này. Rồi S là số dương. Được chưa? Rồi S là số dương. Đó. Được chưa? Nắm vững như thầy nha. Rồi, còn cái câu số 4, phương trình bậc 2 hay phương trình sao có hai nghiệm dương thôi. Thì cái khi mà không có từ phân biệt thì em hiểu là hai cái nghiệm dương này có thể nó bằng nhau cũng được. Vậy thì lúc này điều kiện của mình sẽ là cái gì? Đó. Thì điều kiện của mình lúc này cũng sẽ có ba điều kiện, nhưng em lưu ý.
là cái chỗ thằng đăng tai đó là lúc này là nó phải lớn hơn hoặc bằng không, được chưa? Còn cái dưới này cũng vậy, dưới này là thằng B của mình cũng sẽ lớn hơn không, được chưa? Và cái tổng S của mình này, cái tổng S của mình cũng sẽ làm sao đây, rồi lớn hơn không đó, cái tổng S của mình cũng sẽ lớn hơn không, được chưa? Như vậy là cái câu số 3, số 4 là chỉ khác nhau cái điều kiện đăng tai, có phân biệt thì đăng tai dương, còn không có từ phân biệt đăng tai lớn bằng không, được chưa? Đó. Rồi câu hỏi số 5, phương trình bậc 2 có hai nghiệp âm phân biệt, thì các em lại hiểu cái từ âm phân biệt nghĩa làm sao? Là cả hai nghiệp đó đều phải nhỏ hơn số gì ấy? Nhỏ hơn số 0, được chưa? Là hai nghiệp âm phân biệt là cả hai nghiệp đều nhỏ hơn số 0 đó. Vậy thì điều kiện của mình là cái gì? Đây đó, thì đầu tiên này, delta cũng phải là số dương để có hai nghiệm phân biệt trước. Và cái thứ hai là cái điều kiện của B và S. Thì em biết rồi, tích của hai số âm, ví dụ trừ 2 nhân trừ 3, thì tích của hai số âm thì kết quả cũng là số gì? Là số dương. Tức là B của mình cũng sẽ là số gì? Là số dương, được chưa? Nhưng tổng S là âm hay dương? Thì mình nhớ là hai số âm cộng lại thì tổng sẽ là số gì? Rồi tổng là số âm đó, được chưa? Đó, vậy thì mình sẽ lưu ý cho thầy cái này, như thầy cái này ha. Đó, còn câu hỏi số 6, phương trình xa có hai nghiệm âm mà không có từ phân biệt, thì lúc này em có thể tự suy được rồi đó. Vậy cái này điều kiện là cái gì? Rồi, nó có sẽ có ba điều kiện. Delta lúc này được phép lớn hơn hoặc bằng gì ai? Bằng không. Còn B của mình là tích vẫn là số dương, nhưng tổng hai số âm phải là số gì? Là số âm, được chưa? Đó, rồi cái câu hỏi số 7 thì muốn chốt cho các em luôn, đó là phương trình bậc 2 có hai nghiệm trái dấu. Rồi, có hai nghiệm trái dấu, có hai nghiệm trái dấu thì em hiểu sao? Nghĩa là một nghiệm âm và một nghiệm dương á. Vậy thì điều kiện của mình sẽ là cái gì? Đó, là cái thằng lúc này chỉ cần một điều kiện là cái tích của mình là B phải là số gì? Là số âm, được chưa? Tức là thằng B của mình phải là số âm đó, được chưa? Rồi, như vậy thầy mới nhắc cho em được lại 7 cái câu hỏi hay là 7 cái kiến thức liên quan tới phương trình bậc 2, được chưa? Ghi chép bài cẩn thận lại đó. Và trước khi mình qua phần ví dụ ha, rồi em ghi chép bài cẩn thận cho thầy.